với nhiều ưu thế, tiềm năng và nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, giao thông kết nối, Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Liên tục nằm trong nhóm địa phương cả nước dẫn đầu về thu hút đầu tư. Năm 2022, thu hút đầu tư FDI của Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì vị trí thứ 3. Tháng 11 năm 2022, tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng đã diễn ra lễ công bố thỏa thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ với đối tác nhà đầu tư. Trong số 20 dự án được trao giấy chứng nhận biên bản ghi nhớ hợp tác, Bà Rịa Vũng Tàu có 10 dự án với tổng mức đầu tư hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Các dự án thuộc lĩnh vực hóa dầu, điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và du lịch. Kết quả này thêm lần nữa minh chứng Bà Rịa Vũng Tàu có sức hút đầu tư mạnh mẽ. Bên cạnh cơ chế chính sách minh bạch, hài hòa lợi ích đôi bên, tỉnh còn có môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và nền tảng quan trọng là chính quyền nhạy bén, linh hoạt. Tỉnh cũng đặt mục tiêu là phát triển đến 2050 là net zero. Vì vậy là cái hướng của tỉnh là tập trung vào cái phát triển bền vững như vậy. Cho nên các cái dự án thu hút đầu tư, tỉnh sẽ lựa chọn những dự án thân thiện môi trường, đảm bảo là các cái công nghệ mới, tiên tiến hiện đại, không tham nhũng lao động, để có được cái môi trường đầu tư và khẳng định ngay từ ngay bây giờ là tỉnh phát triển bền vững. Phục hồi sau những khốc liệt của đại dịch COVID-19, năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 42 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 725 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 446 dự án FDI với tổng vốn 30.287 triệu đô la Mỹ. Ngay đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hành động tiếp tục triển khai những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo nghị quyết 02 của Chính phủ. Các cơ quan chức năng, ban ngành cũng tiếp tục triển khai đồng bộ hàng loạt các giải pháp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện luôn hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh diễn ra và thực hiện đầy đủ các chính sách của Chính phủ, luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp chăm lo cuộc sống cho người lao động, chú trọng giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp an tâm hoạt động bình thường và từ đó tạo ra một cái kênh xúc tiến đầu tư tại chỗ rất là hiệu quả. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025 và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 được thông qua. Chủ đầu tư các khu công nghiệp cũng đẩy mạnh hoàn thiện về hạ tầng, các hạng mục thiết yếu sẵn sàng phục vụ dự án vận hành. Mục tiêu và tầm nhìn của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là trở thành khu công nghiệp quy mô hiện đại và là địa điểm đầu tư tối ưu nhất tại Việt Nam cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ rằng khu công nghiệp chuyên sâu sẽ trở thành cực thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, quy mô lớn từ nước ngoài. Cùng với cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì công ty cũng đã đang và đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp nước mưa, cấp nước thải, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc nhằm trên phần diện tích đã bàn giao, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư cho thuê đất trong khu nghiệp. Bà Rịa Vũng Tàu đang thúc đẩy hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển gắn với trung tâm logistics Cái Mép Hạ, khu mậu dịch thương mại tự do Cái Mép. Song song đó, tỉnh cũng tập trung phát triển các khu đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của nhà đầu tư. Đề án phê duyệt điều chỉnh bổ sung
các khu nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu và khu nghiệp Việt Nam. Trong đó đề xuất bổ sung hai khu nghiệp, đó là khu nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng với diện tích là 110 ha tại thị xã Phú Mỹ và khu nghiệp HD và diện tích 450 ha tại thị xã Phú Mỹ. Như vậy trong thời gian tới thì sẽ đảm bảo tiêu chí định hướng bổ sung khu nghiệp theo định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phương thức xúc tiến đầu tư của tỉnh đang được đổi mới theo hướng tổ chức xúc tiến ngay tại chỗ, thay vì tổ chức các đoàn ra nước ngoài như nhiều năm trước đây. Vào năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu đã đón nhiều đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong số này, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu. Theo các nhà đầu tư, Bà Rịa Vũng Tàu hội đủ các yếu tố thiên thời địa lợi để phát triển dự án. Đặc biệt, chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu luôn thể hiện sự đồng hành cùng nhà đầu tư doanh nghiệp khi có vướng mắc khó khăn, cần hỗ trợ, giúp doanh nghiệp thêm vững tin, yên tâm. Chúng tôi dự kiến đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu với quỹ tài chính khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Các hạng mục đầu tư như xây dựng hạ tầng kho lạnh, bảo quản dược phẩm, nông thủy sản, khu logistics đóng gói, khu chế biến chuyên sâu nông thủy sản bằng công nghệ LNG phát điện, cấp lạnh và công nghệ IoT, blockchain, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và chế biến thủy sản nổi trên biển. Bà Rịa Vũng Tàu là một điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí địa lý chiến lược, cho phép phát triển các cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng. Với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến tất yếu của các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện với tổng vốn đầu tư đạt 33 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 về thu hút đầu tư nước ngoài và Pháp không thể vắng mặt tại đây. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư như tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trực tuyến, làm việc với các nhà đầu tư và cung cấp thông tin qua điện thoại, email, mạng xã hội. Thường xuyên cập nhật thông tin trên website xúc tiến đầu tư và phát triển website trở thành một kênh tham khảo thông tin hữu ích về đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo phương châm đột phá, năng động, sáng tạo, bền vững, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc trung ương với cơ cấu đô thị đa trung tâm, có kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức. Trên cơ sở này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển theo mô hình 4 vùng chức năng, 3 trục động lực, 5 trục cột kinh tế để thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh mạnh mẽ hơn, tiệm cận nhanh hơn các mục tiêu đặt ra, để Bà Rịa Vũng Tàu thực sự trở thành cửa ngõ của vùng và của quốc gia, trung tâm logistics quốc gia gắn với khu thương mại tự do tại các mép hạ, trung tâm công nghiệp vùng Đông Nam Bộ, xứng tầm vị thế của trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Với 5 trụ cột kinh tế, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn kiên định thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI. Các giải pháp đã và đang triển khai để Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành các mục tiêu đặt ra từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tạo đà cho tiến trình thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ mà Bà Rịa Vũng Tàu là hạt nhân, là cực tăng trưởng quan trọng.